khỏe không? Bao năm dịch giả như thế nào? Nhà rung bu lai sốc sờ bài tí. Bên mắn cho năm hai chung ngứa đi tập bạc chẳng nè. Ở bên đây Covid tường nó có trầm trọng không? Nước tìm mình chung ngứa Covid thuộc mình thuộc tí. Tại vì chắc mấy cái nước mình nhỏ nhỏ rồi. Ở đây có Trung Quốc hỗ trợ. Bảo hai đôi xa tức đây dương tôi nơi tìm mình mình chân quầm trô. Ok, wow. Đến đây thấy quý vị, thấy quý vị bình an là ok rồi. Một tí nín, khơi nét ngọt nền sọc sọc bãi, cứ tha ok hay. Đi đừng ngồi ngồi chờ ở cửa khẩu, chờ ngồi trên xe chờ thôi. Rồi sợ ở cửa khẩu thấy mấy anh nhân viên cửa khẩu mặt mày còn vẫn còn niềm nở nụ cười được là ok. Tới rung chấm nơi trọ thuyê prom đánh, ông cúi chăm khổng lán. Mới khinh bốc lực nơi trọ prom đánh, múc nơi tai nhỏ nhấm cứ tha ok. Nãy đi ngang trên đường rồi thấy cảnh sát đứng chắc kiểm soát xe gì đó, biết lấy cây quát quát cho. Khi mới vừa đậu vô thì sư phụ bấm cửa xuống, đứng ở bên của sư phụ. Sư phụ. Mình đã cắt tạm lời khinh bộ lý chỗ, bảo hai trụi bình nịch là nụ, ọt đứng, dốt đoàn chứ chó chó, tướp ai bàn chỗ, bệnh rũ rung thuê chỗ, chỗ bài bệnh rũ. Chắc không biết cái xe có mình sư ở trong chỗ này. Bảo hai mình đứng lán miếng bạch rú nơi càng khăn. Thấy nở nụ cười tươi là ok rồi. Đó, cảnh sát phải nở nụ cười tươi như vậy. Hiểu chưa? Nhưng mà sư phụ xin lỗi không phải chê đất nước của mình. Nhưng mấy ông cảnh sát Việt Nam mình cũng mặc hành sự quá. Khi xin năm nhận nhầm sở sài, cứ tha ok hơi. Cứ in chân, bố lý tự tài nhận nhầm sở. Bọn ta bạch rú xong tốt. Mình men đi cùng tật đầy dương. Tại bố lý Việt Nam dương bọn bạn nhạc nứng. Mưa mũng tầng rừng na. Mấy lần sư phụ cũng ngồi lên xe mà ông kêu lợi mà. Đi đâu? Sư phụ cũng cười. Mình cười nó cũng chẳng cười mình lợi mình gì hết. Bọn mắn đón, bạch rú ông quy lời lán. Bụ quát hai mộng. Tại na, bạch rú nơi tay xa nhỏ nhấm. Kế có mình chạy xa một giường bình sau. Không biết cái lúc đó bởi vì chắc sư phụ Minh Sư còn trẻ quá hay sao. Mình đứng thà bên nút đôi xa bạch rú. Bạch rú nơi mình rồi có dạng mình. Còn thấy mấy anh cảnh sát Lào sát lịch sự. Bây giờ lần đầu tiên thấy chắc hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy thôi. Nha. Vô gặp với sư phụ cũng chào vậy. Nở đôi cười liền. Khơi đó bong bong bộ lịch lá mi sụt chi vật thô. Ây lớn chi lợi đồng bố đầy dưỡng khơi. Bà hai chi bị muốn còn chân. Ây lớn có nơi tài chân. Chôl chú bạc rú có sụt đấy. Kế có nhỏ nhầm phim. Tiên mình làm một nghĩa vụ của mình là một người cảnh sát. Thấy chứ. Tốt nhất là mình làm bằng nhân từ của mình. Làm bằng quy luật. Nhưng cũng phải có cái nụ cười. Thấy chứ. Để cho dân chúng người ta không cảm thấy mình làm hành sự người ta sợ. Thấy vậy đó. Thấy chứ. Cái gì, việc gì càng nên và nghiêm thì việc gì càng nên nghiêm, việc gì không nên thì mình đâu cần phải nghiêm đâu. Tu bây giờ bọn bình cả tạp bật cái chi bù lý mùi cả đói, dốc đó dưỡng cụ tạch vừa đại đuông chân. Cô rút chấp bắp, bọn tay trời mình xin làm nhỏ nhầm. Đó mấy cái mọi kỳ dột thà bụi dưỡng cứ chạy nạ tầng răng kỳ khlạch. Nhưng chẳng nụ, rưỡng ở vấy cụ tầng răng cứ cụ tại tầng răng. Càng nghĩa ở vấy đại mình cụ ở tầng răng có đôi chi mình cụ tầng răng ai ná. Cho nên là nhiều chỗ mấy ông cảnh sát làm hành sự dữ lắm. Kêu vô cái một là thôi mình cảm giác mình giống như mình người tội phạm rồi đó. Đôi chân trên còn lại bộ lý bà mạng nhẹ vừa tăng răng ná. Hai chỗ mà đón cứ mẹ rõm đôi chỉ dương nâng khỏi cho bà chân luôn. Thấy cảnh sát của Lào hay. Sư phụ chúc phúc. Chúc phúc nước Lào có cảnh sát kiểu này. Khơi bộ lý là lỗ. Bạc rú chung bò ná. Chúng tôi ở tật đây là mình bộ lý bạp ní. Mình là một người cảnh sát như vậy đem lại cho dân chúng một cái sự bình an trên đường. Tuy rằng là một cái một cái sự kiểm soát. Nhưng mà sự kiểm soát của mình bằng một cái sự lạc quan. Bằng cái nụ cười. Vậy đó. Bằng cái hỏi han, bằng một cái lịch sự. Anh đi đâu? Xe có chở gì không? Vậy đó. Bằng cách hay. Sư phụ thấy cũng hỏi một câu với khen nhưng mà lại rất là nhẹ nhàng à. Không có hành sự. Đi đâu?
dương thua chi poli mà nè chứng bắt đón nơi san tiệp hiệp chun bắt chi bờ rốt nơi lửa phơi phơi bắt ta viết chữ ca cướp cồng mũi bên tai ca cướp cồng đầu bao chướng cứ đau sụt tít thành nhúng chưa mũi nâng sầm nhảy nhầm nu chưa mũi nâng sầm nu sụp hiệp điệp xá ta nẹt tay ná ta lán miệng đặt ở vây tế nu hai chữ vị thị đỏ lọ bắt cướp khơi co xua sầm nu mũi giang tuôn phun mình vừa một tầng rừng tay ná sư phụ ngồi trên xe rồi cũng nhìn sư phụ cái là biết liền có cái cảm nhận gì là một gì một người tu có cái sự tôn kính ha cũng rất hay. Đây là một cái nghĩa cử vô cùng đẹp cho một nhân viên nhà nước ha, đem lại sự bình an cho quần chúng rất hay. Đây là chắc cũng là một sự huấn luyện cái ông giám đốc nào đó, ông trưởng nào đó vân vân huấn luyện cái này là một sự vô cùng đẹp, làm cho quần chúng, làm cho đất nước mình có cái sự có cái từ trường bình an, có từ trường thái bình. Nói vậy hy vọng là cả nước Lào ai ai cũng giống như cái anh đó là sướng biệt mày vậy chứ. Prekru ông quỳ trong làn, mưa một Prekru cứ đằng phim, miên ở lòng thả cứ cho nẹp buông mùi ong, cứ từ miên ca cổ rúng, bất chi là ong na, nú cứ chia cai vị ca đó sọt sát, rọ bọc bọc lợn rót, đằng bấy nôm một nơi phìp sọc sán, chun bất chi chun, là ong na, ní co chia vẹn bản đồ bản đá mùi đai, nẹp đực nòm mùi chầm nún, nẹp cướp cồng mùi chầm nún, cua tai bằng hạt bằng hai bài ní. Bất chi là ổn hát xâm rạp mà hà chún thơ vơ ai bà tế chết nú miên trong hai nơi phiếp sọc sàn miên ảnh tì bố nơi xôn tế phiếm nú cư bạp ni xong khâm bà tế láng tặng ó nẹ ná có đôi bà rò mà nẹ nú cư sọc sử lúc bồn ná. Hy vọng là cả thế giới đều như vậy cho bà gái được Lào, cả thế giới đều có một anh cảnh sát này mà khắp bi ra hết cái nụ cười đó là thôi thế giới không bao giờ gọi là bất ổn đâu. Bởi vì những người cảnh sát là những người bảo vệ quan trọng, mà có được một nụ cười, cái cách thức chào hỏi, cách thức hỏi han đúng lúc, đúng từ trường, tạo một cái từ trường vô cùng đẹp và bình an cho những người đi trên đường. Tuy rằng là họ có làm gì hay là không có làm gì, mình cũng bằng một cách khéo léo kiểu này vô cùng hay. Tôi thấy cái anh này cũng là anh cảnh sát này cũng là một tâm lý. Sư phụ đặt một lời khen vô cùng trân trọng. Song cầm thà bị phục lộ tàng mũ cứ bài nu mình mệt tay thật đầy lai bị phục lộ tàng mũ miết bộ rõ chi bộ lý ní bà bán trầm đón trên nơi xa nam nhận nhầm nu cứ thà mình bài tí bị phục lộ nâng mình mình ở với hai thà ạ sợ bắt tập tí đòi xa bộ lý cứ chi mà nụ ca bị đó sầm khánh đai miết xa nam nhận nhầm rồi bị rộp xu nóm rồi bị xu trời bê về lý chia trong hai lõ bong cát ban ở thị phố mui đó sọt sạt nâng sọc sập bãi ao sầm rạp manu nơi lơ phơi tụ bấy pu kê vợ vây muối rồi co mình thưa tam đột biệt đó trong điện cọt đói co ví bất chi o chán á prekru khơi poli mà nhẹ ní miên tật chân prekru xôm sạt sạt bất chi cồm nãy cầm cái điện thoại sát tay rồi đó cha không biết như thế nào chứ muốn cầm muốn quay thử cái mà hơi ngại người ta làm nghĩa vụ của người ta cũng không tốt nên không dám quay. Ông bánh mấy canh tu được sao chất đầy hay nâng mình đừng dặn mấy Petru trong sạ thọt tái đừng khám kê bản tính khi vừa tam tu này thì đã bỏ kì vì mới tới đôi chìa mình lỏ tí tự mình hiền thon cho anh chư phụ thấy rất là bình an khi bước vào đây hiểu chưa. Khi bước vào nước Lào kia này vô cùng bình an à. Sư phụ nói là không phải là mấy lần trước không bình an, nhưng mà mấy lần trước là cảm thấy hơi nó cái từ trường nó làm sao á. Đợt này bước vào đây thậm chí ở biên giới ngồi chờ vậy, mấy anh immigration, mấy anh nhân viên gặp rồi cũng cười, gặp sư phụ được không cần chỉ gật đầu vậy thôi. Một cái từ trường vô cùng bình an rất là hay. Đôi chân đẹp rú miệng ở rộng sông sông bê chôn một tí ní bê chôn một bà tế lại lượt ní bớt chì sông sập bài khăn ná bà rú mến ị dây thà cá bì bần mạng chân nam mún mình miên phiếp sọc sọc bài tí bần tay miên ả rộm chẳng bệnh mặt đứng tí trong phụ ở tí bờ bì mún lực ní chôn một ní xông bây nơi phụng đại đằng cùi chám khánh mình trách bốc lực cỏ sai chú bà rú ôn cổ rục bạp nâng chia trong hai nơi xôn tập hiếp cứ bất chia là ổn ná. Một cái sự khủng hoảng dịch bệnh đem đến cho con người không được tốt nha. Nhưng mà chắc cũng là một cái sự thử thách và sự bài học cho nhân sinh, cũng hay làm cho nhân sinh có thể hướng vào bên trong của mình hơn,
biết giá trị với cuộc sống của mình. Vị bát nơi chung ngữ nó một đôi mình nụ nơi rưỡng mình ồ bên tay vì có chia bánh hà trở bà chôm nâng chi mê rin xâm lạp mình nụ lúc đây vì có lỡ đây đây vừa ai mình nụ lúc ai chiến từ căn tự đại khẳng khăn nông tràn chiên đừng bị đầm lấy nơi chỉ vật ra bỏ dương. Trên đất Mỹ thì chuyện này là thường, trên đất Mỹ thì cảnh sát nào cũng vậy, cũng đều nở nụ cười bất cứ chuyện gì không cần biết, gặp người nào kêu xe lại là bắt được nở nụ cười chào hỏi đâu ạ. Một lời chào vô cùng trân trọng, how are you, anh khỏe không, hôm nay tốt không, rồi sau đó là mới tính việc sao. Nơi lưới tức đây Amrit ní cứ chỉ đứng thôi mà đá nơi lưới tức đây Amrit Polina còn chẳng đá pê na có rít snam nhỏ nhầm tụ bây chì mình được ở vậy cả đói chút mẹ na hai lan mốt có tới mình snam nhỏ nhầm xu nóm mình được bím bị xu xu đây cứ bật chì sầm khăn nẹ sốc sạp bài tí ngay ní lọ chì tí khai mốt tớp kết ca nghĩa bằng to. Giống như cái anh cảnh sát người Lào này, sư phụ bấm kiến, kinh nó chưa bấm kịp, người ta bấm trước rồi. Ta bấm kiến xe lên là chào liền, gặp sư phụ nở nụ cười liền, một cách vô cùng gọi là vui đó, hiểu chưa? Giống như là một cái sự chào nồng ấm trong tâm, vậy đó. Làm cho người khách đi đường, người ta cảm thấy không có giống như là một cái sự hành sự, một cái sự giống như là kêu lời là phải bắt, kêu lời là phải phạm tội vậy đó, hiểu chưa? Làm cho con người chúng ta cảm thấy có cái sự lo lắng, mang đầu óc này mà, đó là chuyện bình thường. Đối chi bóng bởi lý lai mà nhạc ní, bác rút cho kinh trọt làn láng, có chùm điệp xua phim, chú bác rút xin nhầm rít phim, bất chí dịch đây rị đi mùi. Đối chi ca sẵn cùng đọc cọc đá nơi khốn đuôn chất nụ anh, thật phương áp hiệu đá cắn, mình miễn ả rõm đối chi miễn bọt lầm ư, rồi bíp hai mục vĩnh, cứ tới tay chăm, hai mốc đối chi miễn tôn chân. Phương ơi mình nuôi dưới miễn ả rõm bà rõm, khốn cùng nít khu bà này cứ chỉ đứng thôi mà đá. Cho nên là cái COVID như vậy mà cũng đem đến cho con người chúng ta hướng nội nhiều hơn. Ai cũng đều bây giờ hướng bên trong. Đối cho nên COVID bài nín, có thua ở dưỡng căn tài chiên châu khẳng khăn chẳng đáy. Bây nín nhẹ ná, có công phụ nghĩa từ khẳng khăn. Đây cũng là một điều tốt nhất. Ta cũng hy vọng ngồi trên xe mà cảm thấy vô cùng bình an và cảm thấy vui. Khi ngồi nhắm mắt lại, cảm thấy vui. Vào ước gì khắp nơi trên thế giới mà có cái anh cảnh sát giống như vậy. Đâu đâu cũng vậy, cũng gặp quần chúng, dân chúng. Bây giờ xe có phạm tội gì đi nữa đi á, có cái lời chào hỏi như vậy, kêu xe lại là có cái lời chào hỏi bằng lịch sự, nở nụ cười như cái anh này là thôi, bảo đảm thế giới không có cái lực lượng phủ định đâu. Nico chỉ đường mũi đai lỗ bấm phun, Prekru có sừng khum. Ông quỳ trong lán còn miệng àrom sốc sập bài khăng na, miệng àrom sập bài chân. Prekru ông quỳ bật phun nay đói àrom sập bài chân. Prekru bật na xôm ỏi miệng phủ lý bài ní, nơi tu tăng bị phục lục cần lấy na có đôi khnì, có chút chi mũi bật chia bồ rót. Bên ní mình thả ban bật làm mưa ở bài tí, tai miệng bị chùm điệp sù bài ní. Hơi lan một hơi miệng cà sạc cùng đỏ cua xôm, miệng sụt chi vật thoa, nhồi nhấm đôi mình nhẹ nu bài ní, cứ thả chút vừa ỏi bị phục lục ní. Mình mình cầm lãng áp vì chúng mình tiết đi, mình tí. Cho nên trên đường đi, sư phụ nói thôi, cho ta nhắm mắt một vài giây, ta cầu phúc cho anh, cho cái anh cảnh sát này tiếp việc lên công việc của mình tốt hơn và tốt hơn, với nụ cười rạng rỡ, nụ cười bình an này mang đến cho những dân nước Lào và mọi góc cạnh. Hy vọng rằng nụ cười này được lan tỏa khắp mọi nơi trên đất nước Lào. Và nhiều anh cảnh sát y như vậy nữa là đất nước Lào vô cùng bình an. Đối chân này nơi tam phở, bà kru bán dị thả, chống, xông ôi bà kru bật phân hệ bị bây bị này tì. Bà kru chun bố quát, xông ôi bà lì mà nhạc ní, bần to ca nghe rồi bó quát, căn tay là ổ, nâng bà xa lăng. Chỉ mối nâng xa nam nhỏ nhầm đọc lưu sáng, xa nam nhỏ nhầm đọc sọc sàn ní, nó mục chun bà chê chun lá, nâng cụp tư tì. Lưu tức đầy lai, hai minh phụ lý chỉ tràn bạc mỹ tín, tức đầy lai bất chỉ minh sẽ đầy sọc sọc bài khăn ná. Nói lên một sự hòa bình, hiểu chưa? Nó là vậy, khi là một người cảnh sát mà đối với người dân như vậy, là nói lên một đất nước mình hòa bình, đất nước ấm no, đất nước hạnh phúc, đất nước gọi là vui tươi, hiểu chưa? Nó là vô cùng đẹp, hiểu chưa? Nhi dây láng bị phiếp xanh tự phiếp mến tí, bê phụ lý thuộc bạc mỹ đọc bà chỉ chún. Mình này thả, bà tế nút mình xoắn tự phím, bà tế đi chùm ràng, bà tế mình sụp hẹp mong cổ, bà tế đi, nâng sau sát lặng nạ, mình tí. Ok, thôi thì
chúc phúc cho nước Lào và một ngày mới, một ngày bình an và buổi sáng. Ok, chúng tôi ở tức đây là chúc nông năm thầm ấy, ngày mới đại sọc sọc bãi nơi khả nông bí bình. Nhưng chúc phúc tất cả thiền sinh có mặt nơi đây, Việt Nam Lào. Chúng tôi ở sơ sở mặt thị, miên một nơi tìm đi, Việt Nam Lào. Rồi, giờ đã đến rồi, hay chứ. Cái vần là hai năm rưỡi rồi. Gần 3 năm, cũng gần thôi. Nhìn thấy vị thiền sinh Lào nở nụ cười hứng hở là ok rồi. Hay chứ? Đúng vậy, cuộc đời con người sống được là bao. Cho nên mình phải nên nở nụ cười. Hay chứ? Lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Lúc nào cũng nở một nụ cười bình an cho cuộc sống của mình và cho những người bên cạnh chúng ta. Ấy lớn ban một đòn hơi, bị năm còn lá, chết bị năm hơi, không sơ sơ thịt lá càng ọc nhía, nhỏ nhóm càng lăng. Ok hơi, mình tí, chứ vật mình nụ ai rồi nợ ban bọn ná, đôi chân này dân cụ ta nhỏ nhóm, bên ná con nhỏ nhóm ở phía vang, bên ná con nhỏ nhóm bật gọp đại phiếp dọc sàn, xâm rạp chứ vật ở bỏ chương, nâng xâm rạp mình nụ nơi các bài khuôn chương. Đúng là nụ cười là một liều thuốc vô cùng gọi là dược trừ tất cả những nỗi khổ và bệnh tật đó. Chư ca pinh, đai sản nhỏ nhấm cứ chư thân bỏng bật cả chư chấm, nâng chụp ngư tàng nu. Thì cũng giống như quý vị không biết hồi tối sư phụ vất vả, mệt rã rời, không biết sao nó con người của ta giống như là kim châm mũi chích như hàng ngàn mũi tên nó bắn vào người vậy đó. Ôi trời, ôi dở tay không lên tất cả, rồi sư phụ thôi đi thiền. Đi thiền cho một tăng, kêu cái ông thị giả nói, con lên phòng của sư phụ tối nay con so bóp cho ta chút xíu, cho ta một giấc, cho ta nghỉ một giấc để sáng nay ta mới đi sớm. Rồi bắt đầu nghĩa là ngồi thiền, ngồi chờ hoài. Một giờ trôi qua cũng chẳng thấy lên, nhìn đồng hồ một giờ rồi, thôi chắc tôi nghĩ chắc nó dọn dẹp phòng ốc cái liều lấp gì đó, chắc nó vô hành lý để sáng nó đi. Ngồi chờ nó 2 giờ cũng chẳng thấy gì hết. Cái nhắm mắt rồi nói, cái sư phụ nghe cọt cọt kẹt cọt kẹt mà không biết cái tiếng của nó hay là tiếng con chuột. Sư phụ nói, rót cho sư phụ xin một ly nước ấm coi. Nói hoài mà sao không có nghe tiếng nào hết. Thôi kệ, chắc nó chưa lên rồi thôi. Không biết nó lên chưa, cứ nhắm mắt thiền ngồi. Thôi từ đứng dậy nhìn xung quanh ngồi, mở mắt cũng chẳng thấy nó lên. Chẳng thấy nó lên. Mà người ta giống như hàng ngàn mũi tên nó đâm vào, dở tay không nổi luôn á. Rồi sư phụ mới, không thấy nó lên. Thôi đi ra góp cho mình một ly nước ấm uống. Uống xong rồi đi xuống lầu. Thấy ông thì nằm trò co như con gò con cò, như con chó cò. Rồi đi ra ngoài thì thấy cái ông mà sư phụ kêu, hai ông hết. Kêu thì ra ngoài thì liều ra âm thiền của nó thì nó nằm nó ngủ. Kho nó ngáy còn hơn là bò mà gống. Có đôi chỉ, nè tặng ngọt ní mà đừng tí dục mình. Bà kru điên bị bạ, nơi nơi hòn ọc cầm lăng. Mình đừng chẳng mấy khăn ông luôn. Bà kru đôi chỉ mình một chỗ chạc, đôi chỉ bỏ rộp bọn bruôn. Banh một lời mà nụ ảnh chẳng nụ. Lực đáy lực chương mình ruôn. Khluôn bàn tặng ọc. Bà kru chọc đàm thư bươi xa mát thị. Thư bươi xa mát thị mùi dân tù hơi. Rút hai con sơ bà kru. Lạc bần tục bà kru. Thư bươi ca trả rồi hai chập đám ông quý thư bươi xa mát thị, ông quý chăm rõ hôn, mùi máu còn nóng phốt hơi, có mình khơi nền á lăng. Mùi máu mùi hơi, bàn hơi, bác rù xa mát rạ, rõ hai vi rịp chóng xa mát bần tung, bắt tông ấy nu, rịp chóng ấy vắn đạm bấy xa ai bật tên. Ông quý chăm mong bí có mình khơi nền á xó, rịp bật phânết, bác rù lư, cúc cạ, bác rù mình đang thả chi xâm lý ấy tí, rứ cò chi xâm lý con gần đốl, bác rù như vậy, ôi bác rù xông tật đại ôn mùi cái mông, hơi rõ hôn. Mấy mình mình đã lưu sau tay mà đón. Bạn hơi, kết tha bà hai chi vi mình toàn lăng. Anh chân mình bạch đi. Có các chỗ mưa chung với mưa sần tu. Bác bạch mưa có mình khơi vì lăng. Ai khuôn bạch rú, đôi chiếm mà cho mình bọn vì chạy cho. Xung bấy tại đây có lực mình rúi. Bạch rú mình khơi vì lăng. Bạch rú có cho tay chạy tại đây ôn ôn phát mũi cao. Phát hai có cho tay cọng. Cho tay cọng khơi mình nhẹ đi được công. Hai có tay cọng. Có chút nâng sơ. Đại bạch rú hai pin nhẹ. Nâng chốc hai. Có tranh tay kinh cho sở mát thị rồi bỏ vì. Việc đấy,
Viết sở mục lắng chiến cô của hầm tin. Cho nên lần lại gì? Ngồi thôi, thôi nói ngồi đi, ngồi thiền luôn cho nó xong. Ngồi thiền luôn, ngồi luôn tới sáng luôn á. Trên đường đi vào đây người nó cũng mệt mỏi. Anh cảnh sát là anh cười, cái tự nhiên mình cười lại. Hai người nở nụ cười, tự nhiên nụ cười là một viên thuốc chữa bệnh. Đôi chân ấy, mình tài tự ứng quý xảm thị, ôi bị chạp trong. Bạn tốt mốt với xảm thị tay mà đón tứ, ông quý rồi hốt đọt bưng. Tam lời một tình yến, riêng cái họ nửi đai, bố lý nhỏ nhầm, sọc sống về cửu co nhỏ nhầm một vinh, tăng bì nhạc nhỏ nhầm, xảm nhỏ nhầm chỉ ở sật thò mà chết chia ba chung ngư. Nhớ nụ cười là một quan trọng lắm nghe không? Nụ cười là một liều thuốc vô cùng quan trọng cuộc đời của mình. Và trong cuộc sống của mình, thì quý vị phải nên lúc nào cũng nở nụ cười. Hay chứ? Nụ cười gọi là gửi đến cho mình một cuộc sống bình an và bình an. Chầm ná, snap nhu nhóm miên sả rạ sầm khẳng ná. Snap nhu nhóm cứ chỉ ảo sốt đo sầm khẳng bóng phốt khnung chi vật dương. Nét tăng ốc ní bê ná có trời nhu nhóm cực bê bì đĩa mến tiếng. Snap nhu nhóm bắt đầu ảo dương nơi chi vật đo sốt sàn. Ok, ta lần nữa. Chúc bình an và buổi sáng. Ok. Chi thamay mà đón tiếng. Chun po sốc sọc bái nia pê prăng.